Tuy nhiên, phát triển ngành dâu tầm tơ tại Việt Nam chưa bền vững, trứng giống tầm nhập khẩu khoảng 90%, hệ thống sản xuất trứng giống còn yếu. Người dân trồng dâu nuôi tầm ít đầu tư áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất và chất lượng không cao. Theo Hiệp hội Dâu tầm tơ Việt Nam, để phát triển ngành trồng dâu nuôi tầm bền vững, cần có chính sách thu hút đầu tư từ doanh nghiệp trong lĩnh vực tơ lụa dệt may. Khuyến khích nông dân đầu tư nhà nuôi tầm chuyên nghiệp, thuận tiện cho việc vệ sinh khử trùng phòng dịch, áp dụng các kỹ thuật mới trong sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nuôi tầm tuổi muộn trên khay tre sang nuôi kỹ thuật trên sàng nhằm giảm chi phí nhân công, tăng quy mô nuôi tầm và nâng cao thu nhập.